Ngày 6 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thông tin nhanh đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Huy, sinh năm 1990, trú tại khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Huy quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết đối tượng này từng có 3 tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 11, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Xuyên tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Chải, sinh năm 1961, trú tại khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên về việc nhà bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một cặp gốm sứ hình voi trị giá khoảng 5 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng hình sự công an thành phố phối hợp cùng công an các phường Mỹ Bình, Mỹ Long triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định Lê Thanh Huy là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Huy quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huy đã thừa nhận. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 11, Huy cùng Lý sống lang thang, rủ nhau trèo rào đột nhập vào nhà lấy cắp gồm bến sứ hình voi của bà Chải. Chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ, đồng thời thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại. Hiện lực lượng hình sự đang tiếp tục xác minh truy tìm đối tượng Lý để xử lý theo quy định.